never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. Doubt me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new. Hôm nay thì đầu tiên thì stream thì tôi sẽ làm về Griezmann, một số những cái chip lạ về Antoine Griezmann ở vị trí CF nha. Đó, tôi sẽ chuyển cho anh em đến màn hình game. Hiện tại thì tôi sẽ để Griezmann chơi ở vị trí hậu công, vị trí sở trường của cầu thủ này. Đó, với Griezmann thì mình nghĩ sẽ là khả năng sút xa. Đó, khả năng khéo léo và sẽ là cải thiện dây bóng khi đối mặt, thì có lẽ cái này sẽ là hợp lý. Nhưng mà hiện tại mấy cái này nó đang chỉ ở mức 1 sao thôi. Tôi sẽ lấy một cái nào đó phù hợp, tìm một cái gì đó thật sự. Đây đây, cái này đi, có thể là cái này sẽ là một cái tốt để cho Griezmann này. Di chuyển ngay khi đỗ một, khéo léo và tạo tình huống ghi bàn. Thì check qua một chút, tạt bóng sớm này, sút xoáy tinh tế, sút xa, kiến tạo, sút bóng ngoài qua người, một bộ chỉ số mình nghĩ là đấy, một lời mình nghĩ là một, đây sẽ là một bộ chỉ số rất là đẹp trong cái vai trò là CF và CM. Hiện tại là đang nhìn thấy là năm sơ đồ là năm mấy nhá, 550 hả, đúng không? Phải 550 mới không thấy tiền đạo. Sẽ chân cô khó quá nhở. Bịt kín luôn ạ. Nên là giọng anh em nghe nó kiểu cay cú quá, nhiều khi rủ khách mời đá sâu mách thôi, anh em đặt nặng cái vấn đề đấy quá. Nope. Rồi ra ngoài luôn kìa, ra ngoài luôn ạ, Griezmann. Mà đa phần là những thằng đấy nó không sử dụng những cái đích thật. Đó, như vậy. Chuẩn luôn thầy ơi, đúng chất lính. Khó nhở, mấy con icon mà đóng mâm cơm như kiểu AI nó khôn lắm. Bé Su đã donate cho tao. To rồi. Quảng luôn trận đầu tiên rồi. Không tìm được lối vào luôn. Được. Nope. Không được luôn, cũng không được luôn. Vừa đầu tiên trận mà Hoàng Từ Bé khai trương trận đầu tiên là niệm luôn. Ôi trời ơi. Trung Đức đã donate cho Tabi 10.000 nope. đồng. Lớp Tabi đang cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi. Cái gì chứ? Không chỉ Tabi mà còn cả những người xung quanh. Tôi cảm thấy bị phản bội. Cái gì? Sao lại phản bội gì ta? Tôi đang để cho Griezmann đã ST nhá. Cái chip lạ này vẫn hiện tại vẫn đang chưa thể tỏa sáng được. Phim Foden. Amrabat đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Amrabat nha. Thầy còn đề phòng cả em ạ. Thầy không. Thầy không hề. Griezmann. Đánh đầu đùa đâu. Ai đánh đầu kìa. Thằng thẩm câu chuyện của thầy Lân không á. Thầy Lân anh kể chuyện kinh ấy. Thầy Lân anh mãi chưa thấy vào. Nhưng mà chính vào là vấn đề chính của thầy Lân anh kể chuyện. Phải đến nửa tiếng đấy. Không việt vệ. Thời gian đừng dừng. Thôi thời gian dừng lại rồi. Nơi thời gian ngừng lại rồi. Antole. Thế nổi luôn ạ. Hai ông chân trái ở trên. Chân trái lại còn bé tí này. Griezmann. Chuyển quả hay thế nhở. Và đó là Griezmann. Foden. Không thể bỏ lỡ pha này được. Những cánh chim lạ. Antoine Griezmann. Người tạo lên tình huống vừa rồi. Ôi mà tình huống chuyển bóng cắt tiết. Chuyển bóng cắt tiết luôn đấy. Lênh láng. Chính xác là Griezmann. Key pass tình huống vừa rồi. Đối đã bắt đầu vội. Cũng không được luôn. Đè nó ra. Anh ra mốt. Đè ra. Ui cha bùm cung. Thuận niệm rồi. Đưa. Nope. Ui cha bùm cung đẩy bay ra mốt ra ngoài luôn kìa. Rồi, Griezmann tôi sẽ để cho đá quả thứ 5. Quả đầu tiên là người bản lĩnh nhất, Sergio Ramos. May. Đừng đóng vai tội đồ. Ôi giật cả nhắc với chúng tôi này, cả nhắc với chúng tôi này. Sếp. Số phận lựa chọn con trai tôi, Rory. Lắc với chúng tôi à, xoài lắc với chúng tôi à, Rory. Số phận lựa chọn rồi, số phận lựa chọn anh. Và đó Rory.
Nope. Foden. Phil Foden. Phil Foden. Cái chân trái, những ông sút pen mà chân trái này hơi ghê. Đó. Wow, ok ok. Căng não đấy, đá pen căng não ấy nhở. Nếu bản lĩnh tiếp với Rudiger bản lĩnh ấy. Sút thẳng vào đây này, sút thẳng chỗ này đứng này. Có bản lĩnh. Đánh giá là Rudiger này, đúng là lĩnh. Đây mới là Rudiger xịn này, thằng Rudiger vừa rồi, Shopee. Yeah. Đây mới là Rudiger xịn. Sút lại đúng cái chỗ cũ luôn. Bắt đi, Rudiger xịn nó khác. Từ ngày xem livestream của Tabi đã hay hơn hẳn, nó còn lẹt thế nhở. Cảm ơn ông Hậu Trương nhá. Ông thi thoảng nó có cái hứng để kể chuyện, nhưng không phải lúc nào cũng có cái hứng kể chuyện cả. Thi thoảng thôi. Nó phải có câu chuyện để kể cho anh em ý. Griezmann. Hoặc từ bé, Antoine Griezmann. Và đó là cái chip lạ. Tôi đã biết cách sử dụng Antoine Griezmann rồi, đá cắm và sau lưng lại De Bruyne. Đơn giản, xây dựng cái thế hệ Real Madrid cái thời của Jose Mourinho. Quà luôn này, Kravatskhelia phía trên. Sao lại quá bị không các bạn ra đây thì tôi với thầy Ly sẽ làm chính mà, bình luận viên làm chính mà. Anh em bây giờ anh em làm bình luận viên thì tôi thầy Ly làm gì sao? Quả này thì lại vào. Editing time là editing time thì không biết là nó có thu xếp được không. Mà thằng đấy nó có làm đâu mà thu xếp được không, nó cứ tích thì gọi nó đi mà. Kravatskhelia lốp nhẹ cái đầu. Người thứ 6 là Mesut. Mesut ok. Cố gắng đục được một quả cơ thì nó mới sẽ đá được. Bosco. Ghê thế nhở, ghê thế nhở. Bàn thắng đầu tiên. Nope. Xả ngang. Ok. Ok. Antoine Griezmann, những cái chim lạ. Hoàng từ bé. Ôi ôi, sang cái chân trái này là niệm. Nó thế nó nhanh, cứ sang chân trái Griezmann là niệm. À, Rashford test thì bình thường, Rashford là đấm cái là bay gì đâu mà. Nope. À, Rashford test thì bình thường, Rashford là đấm cái là bay gì đâu mà. Được quá nhờ. Quả kèo kìa, đại bàng Levy được cái chứ. Cứ bình tĩnh, đừng cứ bình tĩnh ngồi xem. Đó, cứ bình tĩnh ngồi xem, bình tĩnh nhá. Không có gì cả. Nó là một đợt kiến tạo của Griezmann. Bé Đường đã donate. Bobly đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy sử thằng này e donate 50. Sử thằng nào em? Sử thằng này đã donate 50 à? Ôi luôn đi, người ta nhận tiền luôn này xong luôn đấy. Phút 1. Đó, nhận tiền phát phút 1 luôn, lên đường luôn. Phút 1. Không thoát được. Vì các bạn là nó như nó gọi là một cái thứ anh em. Đã chơi rồi mà anh em chơi lại đi rằng lại tái. Dương quá một chân bạn thân Saka Messi Đan Mạch Ozega tiền về thầy ơi. Dương quá một chân ạ. Ok, Odegaard gì đúng không? Hay quá, đá quả hay quá. Đoạn nào không đúng là mình phải sửa lại ngay. Goodkid đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu Goodkid cũng giống như việc donate cho thầy. Dễ nghiện chắc có khi phải bỏ thôi thầy ạ. Nghiện là dở rồi. Không bỏ được nhá. Không bỏ được Goodkid nhá. Người phát ngôn thầy mà lại bỏ. Thầy nghĩ sao về cái việc Griezmann không được cap để pháp với tôi? Tôi để ý đâu. Tâm anh đấy đâu. Nope. Ôi cái tuổi bắt vậy. Ôi kìa. Tỏi bắt nó sút trượt chân lên chân. Ok. Tỏi này bắt đầu lại bực mình ấy nhá.
Tôi thay đổi phong cách stream rồi. Tôi cũng cố gắng thay đổi phong cách stream là tôi sẽ tập trung vào nói chuyện với anh em viewer. Đấy, vì đơn giản là có nhiều anh em ở đây, họ xem tôi không phải vì cá phía 4. Đó, họ xem tôi, họ tìm cái giải trí, họ muốn nói chuyện, muốn chia sẻ cái câu chuyện của họ. Chứ còn phía 4 thì ngày này không xem thì ngày mai xem. Rồi, giờ ghi được bàn rồi.